Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Người hùng phí hôn. Chương trình Người hùng phí hôn đã nổi tiếng ở Tây Ban Nha và thành công vang dội ở Mỹ Latin. Lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những cảm nhận của phụ huynh về chương trình Người hùng phí hôn như thế nào nhé. Đây là cái chương trình khác cách là bé thi theo kiểu đồng đội, nên là cần cái sự đoàn kết của các bé với nhau. Chương trình Người hùng tí hon này thì con chị nó vừa thể hiện, nó vừa hát, rồi nó vừa đàn. Nói chung thì rất là tốt cho các bé. Rồi về cái học tập chuyên môn, chuyên nghiệp hơn. Nói chung là nói ra thì rất nhiều. Mình cũng muốn có những cái cơ hội để bé nó được thử sức của nó. Tại vì con chị nó thích và đam mê lắm cơ. Chị được biết chương trình Người hùng tí hon á, cái nơi mà để cho con chị nó thể hiện những gì mà bé đã học trước đây. Chương trình này cũng tạo cho hai bé có một sân chơi rành mạnh. Thì thương con thì cho nó đi thi cho nó dạn dĩ, nó có cái tài năng mà nó mau thuộc bài lắm. Là người đồng hành theo sát các bé từ những ngày đầu tiên tham gia chương trình Người hùng tí hon, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về khó khăn và thuận lợi mà phụ huynh và các bé đã trải qua. Tôi với lại bé đi bằng Honda, hơi bất tiện chút xíu. Không có thời gian đi theo con thường, tại vì mình còn đi làm nữa. Cũng có ảnh hưởng tới một số việc học tập nhưng mà cũng không đáng kể. Khó khăn là các cháu nó còn bé quá, tập không theo ý của mình được. Theo cảm hứng của các bé, có thuận lợi là hai bé rất là đam mê tập luyện, rất là siêng năng. Chương trình Người hùng tí hon phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.